điểm tin nóng trong ngày cập nhật nhanh, nắm chọn tình hình. Nga cho rằng NATO đang đổ thêm dầu vào lửa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14 tháng 10 lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận hạt nhân mới nhất của NATO, cho rằng động thái này lại không đúng lúc trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra căng thẳng. Cuộc tập trận thường niên mang tên Steadfast Noon được khởi động với sự tham gia của khoảng 2.000 quân nhân, hơn 60 máy bay và 13 quốc gia thành viên NATO. Trong khuôn khổ tập trận, các nước châu Âu thuộc Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ luyện tập triển khai vũ khí hạt nhân do Washington cung cấp. Trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh nóng đang diễn ra tại Ukraine, cuộc tập trận kiểu này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, làm leo thang căng thẳng lên mức cao hơn nữa. Israel thông tin cho Mỹ về khoanh vùng mục tiêu ở Iran. Đài NBC dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công để đáp trả cuộc không kích hôm 1 tháng 10 vừa qua. Triều Tiên nổ một đoạn đường liên triều, căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng. Theo thông báo ngắn gọn từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã cho nổ tung phần phía Bắc của những tuyến đường liên triều không còn sử dụng. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường cảnh giác và giám sát, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nga đã giảm bớt sự hiện diện tại mặt trận Kursk sau hơn 9 tuần giao tranh, trong khi vẫn duy trì đà tấn công tại Donbass với quyết tâm không thay đổi, từ việc đẩy mạnh tiến công ở Pokrov đến việc không bao giờ từ bỏ lập trường yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO. Điện Kremlin đang thực hiện chiến lược dài hạn. Liệu Ukraine có thể trụ vững thêm được bao lâu nữa? Hãy cùng thảo luận sâu hơn về những bước đi của Nga trong cuộc xung đột này và triển vọng về hòa bình trong bình luận quốc tế ngày hôm nay.